Hôm nay mình sẽ làm mứt cho ngày Tết nha. Thì ở đây mình có hai loại mứt, mứt gừng và mứt dừa. Mứt gừng á, thì mình có khoảng 250g gừng tươi mình đã bào mỏng. Mình có 200g đường cát và một ít đường vani ha. Mứt dừa thì mình có 400g dừa non bào sợi. Mình có 200g đường cát và một ít đường vani nha. Mình đã bỏ đường vào dừa và gừng, mình ngâm qua đêm rồi nha. Ở đây mình có một cái chảo chống dính và mình đã bắt lên bếp rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ gừng vào mình xên nha các bạn. Trước hết á, mình sẽ để cái lửa lớn cho cái gừng này nó sôi lên. Một khi nó sôi rồi á, mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ để cho đường nó cạn từ từ ha. Đây, gừng nó đã sôi rồi ha. Thì mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ và cứ vậy mình để cho cái gừng này nó cứ rêu rêu nó sôi và từ từ cái đường nó sẽ rút lại ha. Đường bây giờ nó đã rút cũng rất là nhiều rồi. Và một khi các bạn đảo đó, các bạn thấy cái tay mình nó cũng hơi nặng nặng một tí á, là đường nó sắp sửa bắt đầu nó khô nha. Đây, đường bây giờ nó đã sắp sửa khô rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái bếp và mình cứ vậy mình tiếp tục mình đảo nha. Ngay chỗ này các bạn phải đảo đều lên và để cho nó rời rời ra từ từ ha. Mình sẽ để đây cho nó nguội trước khi mình bỏ mứt vào hũ nha. Bây giờ đến lượt mình xên mứt dừa nha. Thì mình cũng dùng cái chảo không dính và mình sẽ đổ cái dừa mình đã ngâm đường qua đêm vào đây. Và mình cũng sẽ vặn lửa lớn cho đến khi dừa này nó sôi lên và sau đó mình sẽ hạ lửa xuống và mình xên từ từ ha. Dừa bây giờ nó cũng đã sôi rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ hạ lửa xuống. Đường bây giờ nó cũng đã rút rồi nha các bạn. Thì các bạn thấy nó sền sệt như thế này nè. Thì mình cứ tiếp tục mình xên ha. Một khi mà cái đường nó khô như thế này nè, thì mình sẽ tắt bếp và mình cứ vậy mình tiếp tục mình quậy cho đến khi nào dừa nó khô và không còn thấy ướt nữa thôi ha. Sau khi mình xên xong cái dừa đó thì cái mứt dừa mình nó nhìn như thế này nè các bạn. Nó trắng ha. Và nó rất là mềm và nó rất là dẻo là tại vì nó là dừa non đó. Và nó cũng không có ngọt lắm. Và nó thơm cái vị vani đó. Còn đây là mứt gừng. Mứt gừng làm tại nhà thì rất là ngon. Là tại vì mình làm mới và gừng tươi đó. Nó rất là thơm. Mẹ mình thì rất là thích ăn mứt gừng mà cay, cho nên mình không có làm cái gì để mà khử đi cái vị cay hết. Đây là hai món mứt mà gia đình mình rất là thích. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha.